Bia cậu uống rồi à? Pí chiều, nì hơ là ma. Bây giờ hãy nghe từ lạnh. Lẩn. Âm Hán Việt là lãnh. Lẩn. Lẩn. Rất lạnh. Khấn lẩn. Khấn lẩn. Không lạnh. Bù lẩn. Bù lẩn. Lạnh quá rồi. Thai lẩn lợ. Thai lẩn lợ. Không lạnh lắm. Bú thai lẩn. Bú thai lẩn. Lạnh không? Lẩn má. Lẩn má. Hãy nghe từ độ trong nhiệt độ. Tủ. Âm Hán Việt là độ. Tủ. 20 độ. 20 độ. 20 độ. 37 độ. 37 độ. 37 độ. 40 độ. 40 độ. 40 độ. Không lạnh 20 độ. Bù lẩn 20 độ. Bù lẩn 20 độ. Chỉ có 10 độ. 只有10 độ. 只有10 độ. Còn ngày mai thì sao? 明天呢? Hãy nghe từ nắng. 晴. 晴. Ngày mai nắng. 明天晴. 明天晴. Ngày nắng nguyên văn là nắng ngày. Chính thiên. Chính thiên. Ngày mai là ngày nắng. Mình thiên sự chính thiên. Mình thiên sự chính thiên. Bây giờ là từ Bắc Kinh. Bắc Kinh. Bắc Kinh. Bắc. Bắc. Kinh. Kinh. Bắc Kinh. Bắc Kinh. Thời tiết ở Bắc Kinh. Bắc Kinh là thiên chi. Bắc Kinh là thiên chi. Thời tiết ở Bắc Kinh thế nào? Bắc Kinh là thiên chi tầm nhà. Bắc Kinh là thiên chi tầm nhà. Bắc Kinh bây giờ rất lạnh. Bắc Kinh hiện tại rất lạnh. Bắc Kinh hiện tại rất lạnh. Bắc Kinh bây giờ không lạnh. Bắc Kinh hiện tại không lạnh.
北京现在不冷。